Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu của Hà Sơn sẽ chính thức được tổ chức lại với mong muốn được truyền tải những thông điệp ý nghĩa để mỗi người thực hành và khắc sâu việc làm báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà, tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ, tổ tiên, cửu hiền tháp tổ của các gia đình và trong toàn xã hội. Tại Đồng Âm Phủ, một địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng nằm dưới ngọn Thụy Sơn, thuộc quần thể danh thắng của Hà Sơn, nơi diễn ra lễ hội Vu Lan Báo Hiếu. Công tác chuẩn bị rất khẩn trương, các công đoạn cơ bản hoàn tất, đảm bảo các hoạt động lễ hội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để du khách và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động lễ hội và du lịch trên địa bàn quận. Ở đây triển lãm phát huy những cái bài văn, bài thơ của Ma Nhai trong di tích Ngũ Hành Sơn để cho tất cả các du khách thập phương về dự lễ hội được biết thêm cái di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn và đọc những bài thơ, bài văn để nối lên được một cái sự gọi là tri ân và báo ân. Tiếp nối thành công của những mùa lễ hội trước, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu Ngũ Hành Sơn 2023 được tổ chức với mong muốn đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và lĩnh hội văn hóa của nhân dân. Các hoạt động phần lễ và phần hội thực hiện theo nghi thức truyền thống, tổ chức tiết kiệm, trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của di tích lễ hội. Thì được sự hỗ trợ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như Sở Văn hóa Thể thao cũng như các sở ngành liên quan, thì Ủy ban nhân dân quận luôn xác định là bên cạnh có việc xây dựng phát triển cơ sở vật chất theo phê duyệt thủ tướng cũng như chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, thì quận sẽ cùng với các ban ngành khôi phục, phát triển và làm sao nâng cao chất lượng cũng như những giá trị của các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là lễ hội Quán Thế Âm và lễ hội Vu Lan Báo Hiếu của Ngũ Hành Sơn. Theo kế hoạch, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu của Hà Sơn năm 2023 diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, nhằm ngày 10 và ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão. Lễ hội diễn ra các hoạt động gồm lễ hương tác, thượng phan, lễ thỉnh anh linh anh hùng liệt sĩ, viết thư pháp, cài hoa hồng cho nhân dân và du khách dự lễ hội, thuyết pháp công ơn cha mẹ, triển khai thư pháp và tượng đá nghệ thuật, trà đạo và văn hóa ẩm thực chay.